Hello, xin chào các bạn. Huy Mai đang đứng tại một cái siêu thị mà rất là nhiều người Việt Nam đang đi tới đây để du lịch trong những cái mùa du lịch. Và bây giờ Huy Mai hôm nay là ở đây là với một lý do là chuẩn bị gặp một cái người mà đồng cũng gọi là một người chị đồng nghiệp luôn. Tại vì chị này á, trước kia là đóng chung phim với Huy Mai trong phim Trở Về phần 3 nha mọi người. Tại vì Huy Mai có đóng phần 1 và phần 3, nhưng người chị này đã xuất hiện trong phần 3. Nhưng mà mọi người biết không, người chị này lại là một người ca sĩ rất là nổi tiếng từ lúc mà Huy Mai còn bé. Và người chị này lại song ca với một người chị mà Huy Mai đã từng song ca với người chị của người chị đó. Rồi nói gì mà nhức đầu quá. Nhưng mà nói chung là người chị này lại từng song ca vào ngày thời xưa với chị Hiền Thục. Và người chị này lúc đó là song ca những bản rất là dễ thương với chị Hiền Thục, như là Tình Si, Tuổi Đôi Mươi, Tôi Là Kẻ Si Tình, Mê Cô Nàng 18 Sinh Qua. Và Huy Mai rất là thích hình ảnh của người chị này với chị Hiền Thục ngày xưa. Và ngày hôm nay thì chị cũng đã xuất hiện với một hình ảnh rất là mới nhưng cũng rất là vô cùng nổi tiếng. Và bây giờ chúng ta sẽ coi thử người chị đấy là người chị nào nha. Hello mọi người, Huy đang đứng trước đền Bốn Mặt rất là nổi tiếng của Thái Lan, Erawan, và rất là linh thiêng ở đây. Đang chờ chị Khánh Chi đang cúng ở trong đó. Lát nữa Huy sẽ mời chị Khánh Chi xuất hiện trong cái tập YouTube này của mình nha. Chi rất là vui khi gặp hai bạn ở đây. Áo lông chị và bạn Duy ở đây. Hôm nay em rất là vui luôn vì chị mặt mộc mà quen xấu á, mặt mộc không, khán giả rất là thích xem những cái gì mộc mạc và em thấy chị rất là xinh đẹp. Nãy giờ muốn xin chị Chi quay dưới mọi để cho mọi người ngài xinh quá. Hôm nay là muốn giới thiệu chị Chi là với 10.000 người theo dõi trên kênh Huy Mai Bangkok là chị Chi đang đi đến Thái Lan và mua những sản phẩm. Và Huy cũng rất muốn là giới thiệu với mọi người, hãy hôm nay là chị Chi có nghe nó có địch bụng mới gì 400 sản xuất gì mà giới thiệu cho chị Chi là mấy chị em ở trên của em, kênh của em là rất là nhiều các chị em phụ nữ đó, cho nên là Huy cũng muốn là mọi người hãy ủng hộ những cái sản phẩm mới của chị Chi. Cái địch bụng và rất là, em thấy chị địch rất là đẹp, siêu mọi người có thể vào 450 một cái cho một cái mới vô là mình phải giới thiệu cho chị Chi liền nha mọi người. Không, Huy thấy rất là đeo và là rất là nó sát cái da và đồ rất là đẹp và nó cũng xuống luôn theo thời gian, đúng không chị? Đúng rồi. Và mình rất là hy vọng mọi người sẽ ủng hộ chị Chi. Và hôm nay mình muốn ôn lại kỷ niệm là ngày xưa chị Chi là cùng với Huy Mai là đóng trong phim Trở Về Một, đúng rồi. Sau đó hai chị mình đã đóng chung phim đó ha. Dạ, rất là vui luôn. Và sau mình đó đi Thái Lan nửa tháng. Nhưng mà em không có đi Thái Lan. Hồi đợt đó em có đi Thái Lan em. Dạ. Đợt đó cái phim đó anh chị đi Thái Lan 2 tuần quay Thái Lan. Và bây giờ trên đường đi đến chùa Xá Lợi thì Huy cũng muốn nói thêm là thật ra Huy cũng là rất là hâm mộ chị Chi từ lúc mà chị Chi có một cái live show rất là hành tráng ngày xưa đó mọi người. Có phải em là bước nhảy đầu tiên yeah.
Theo làn gió em bay về đây. Ôn lại kỷ niệm về những cái bài hát song ca với chị Hiền Thục, Tình Si, trời ơi mê lắm. Thiệt ra hôm nay giới thiệu với mọi người là đã từng đóng chung phim, chứ thật ra Huy cũng rất là mê chị Lâm Khánh Chi. Và hôm nay rất là cảm ơn chị đã xuất hiện trên kênh YouTube của em. Xin chào mọi người, bây giờ mình đi dạ. Bây giờ tụi em đi chùa mấy chị ơi, bây giờ theo chân tụi em vào chùa nha. Dạ. Mình đi chùa sáng lợi. Hôm nay có một cái chị bạn của chị Chi sẽ dẫn mình đi ra cái chùa Xá Lợi. Và bây giờ mọi người hãy tiếp tục theo dõi cái chùa đó như thế nào nha. Mọi người hãy theo Khánh Chi và Song Duy và Xuân Nguyễn nha. Dạ, Xuân Nguyễn, Song Duy. Khánh Chi, Song Duy và Xuân Nguyễn. Xuân Nguyễn là thổ địa của Thái Lan. Dạ. Xuân Nguyễn chấn động lắm. Rồi, bye bye, mình đeo khẩu trang mình nha. Ừ, có gặp mà. Ủa, em biết cái... Đây là chị Xuân nha. Chị Xuân rất là xanh điều với mái tóc highlight. Đây mình mua bánh mì, nó ghi là tiếng Việt luôn á hả chị ha. À làm công đức á. Chứ mình đừng có nói là mua ha, làm công đức. À nói gì cho lịch sự. 10 bạt. Đây là được đồ ăn cho cá luôn, một dạng 10 bạt. Đây là 10 bạt, đây là 20 bạt. Thì nha, mình muốn mua cái nào mình để tiền là ra 8.000 hoặc là 15.000 á mọi người. Đó bây giờ có bồ câu ngoài đây này. Huy đã đi cái ngôi chùa này rồi mà Huy không có nhớ tên, cho nên là Huy tưởng Huy chưa đi. Đây đây em quay nè chị. Em quay liền nè. Được chị Lâm Khánh Chi xuất hiện nè. Đó chị Lâm Khánh Chi đang cho cá và ăn dưới đây nè. Ô rất là nhiều cá luôn mọi người ơi. Khánh Chi và Song Duy đang cho cá nha mọi người. Khánh Chi và Song Duy đang cho cá ăn nè mọi người. Wow, cẩn thận ở trên thành này có những cái phân của những cái chú chim bồ câu nha mọi người. Cảm giác rất là bình yên thôi chị Chi. Cá quá trời, cá rất là to mọi người. Bồ câu đầu luôn nè mọi người. Cá đậu ngay chùa luôn. Tất cả cá dưới dòng này toàn là cá không à. Cá đậu ngay chùa, cá phải gọi là cá đậu. Cá tu. Cá tu ở chùa thì đậu ngay chùa. Đậu ngay chùa. Ồ. Là coi như là chỗ này là chỗ tu á thì có chấm trắng tròn. Chỗ này là chỗ mà cá tu. Đó, cá đi tu luôn á, có những chấm trắng tròn trên đầu. Hay quá ha, bình yên quá ha mọi người. Đó chị Xuân kêu là những chấm trắng. Wow, chị Chi hôm nay mặc một cái đầm rất là dễ thương nha mọi người. Đó những chú chim bồ câu tới đây rất là đông nha mọi người. Đông quá trời luôn, người ta khách cũng du lịch cũng cho quá trời nè. Đó chị Chi và chị Song Duy đang cho ăn nè mọi người. Gió thổi lồng lồng về bờ sông rất là bình yên luôn mọi người ơi. Cái nơi này là nơi mà chị diễn viên Tăng Mô Nita tử nạn ở đây đó mọi người ơi. Tự nhiên nói tới đây buồn quá. Cầu nguyện cho chị đó luôn hả? Cho người đẹp. Người đẹp xấu số. Người đẹp xấu số tên gì? Tăng Mô Nita. Tăng Mô Nita. Dạ. Tăng Mô Nita, đọc cho cô gái Tăng Mô Nita. À. Tăng Mô là trái dưa hấu. Được đầu thai bằng một cô gái xinh đẹp. Những chiếc thuyền ở được đầu thai bằng bà thành là cô đó đi chơi cái chiếc thuyền này hả? Đi trên cano chứ không phải chiếc thuyền này đâu chị, cano á. Đi trên dòng sông này. Ừ. Đi chơi trên dòng sông này. Mà nói là đi mắc tiểu quá xong rồi xuống bờ kéo như này. Cái rớt. Đó chị Chi và Duy đang lấy đồ nè mọi người ơi. Đó Duy vừa thả xuống. Ô cá nó đông quá ha, giống như là cá kiểu này giống như mình rạch cá ra mới thấy nước á ha. Giống như ăn ớt, nhiều người ăn cay rạch ra mới thấy nước mắm á ha. Không có ai câu lưới văng gì. Câu cá. Nó bị liếu. Lâu quá em không nói tiếng Việt, em gặp lại chị em quýu luôn nè. Câu cá văng lưới chích điện cho nên cá rất là bình yên nha mọi người. Trời ơi cá đông quá. Chưa. Tối nay xỉn là chắc là lèo lưỡi nữa. Wow, cá rất là. Chị Chi đã cho ăn xong. Chị Chi và Duy đã cho ăn xong rồi, còn một chút nè, Huy sẽ cho ăn luôn. Đây Huy sẽ cho ăn. Đó chú chim bồ câu nè mọi người ơi. Chị Chi hãy làm một vòng Bangkok. Wow. Mọi người ơi, chị Khánh Chi thật là dễ thương trong bộ đồ màu xanh đầy hy vọng. Cùng những chú bồ câu. Bồ câu cũng là hy vọng đó hả chị ha? Bồ câu là hy vọng.
chim bồ câu là hy vọng mọi người nha. Hy vọng điều may mắn sẽ đến với mình. Em mà xem được clip này coi như mấy chị chậm vía, mấy chị cầu nguyện. Thứ nhất là đây là Khánh Chi đang đứng ở chùa Xá Lợi, là cái chùa là một chùa lớn nhất ở Thái Lan. Có hai chùa, chùa Vàng và chùa Xá Lợi là lớn nhất ở Thái Lan. Mấy chị có thể là cầu nguyện nhé. Chúc cho mấy chị những ai đã lướt xem cái video này sẽ được nhiều hạnh phúc, nhiều may mắn và cuộc sống bình yên. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Yeah. Bạn Kha, bạn sự may mắn, sức khỏe. Wow, cộng cảm giác thật là yên bình. Cấm cho chim ăn ghi tiếng Việt luôn nè. Do not feed the pigeon. Gì nghe tiếng Thái đọc thử không? Cố gắng đọc thử. Khọp khuôn khi máy liếng nút. Trời ơi, tôi đọc được luôn á trời. Nhiều khi tôi làm biếng đọc mà tôi đọc, tôi dần là tôi đọc được hết đó mọi người. Tôi cũng dễ sợ lắm. Đó, chị Chi đang rửa tay. Ở bên đây có những cái chỗ rửa tay đó. Chị Chi rửa tay nè. Sau khi cho chim ăn là rửa tay cho sạch đó không? Ồ. Đó, bạn Duy cũng chơi một phong cách rất là giống Thái Lan, trai Thái Lan nha mọi người. Song Duy đang đeo túi cặp ngoài rất là giống trai Thái Lan đó chị Chi. Song Duy là vừa trai Thái Lan. Ồ, trai Thái mà trai Hàn luôn đó mọi người. Chúng Neckline đúng rồi. Thái là Hàn. Bây giờ mình vào bệnh chị Xuân, cái này cái tòa nhà ma này hả? Đó, cái chị Xuân là rất là rành bên đây mọi người. Chị Xuân là nói là cái đó cái ngôi, nhưng mà lạ quá ha, ngôi chùa nhưng mà sát bên đúng rồi, bởi vì cái sảnh nó bị người Thái nói tiếng Việt luôn nè. Bức tượng này là có 10 tượng. Sang Thiên Mạng với lại Thành Long có. Người Thái. Công đức ở đây người Thái. Duy. Bức tượng này là Sang Thiên Mạng với Thành Long có. Cái này có 10 tượng mà người ta thỉnh 2 tượng của chùa khác, còn chùa này thì không cho thỉnh mà. Chùa này mình có mấy tất cả mấy tượng? Một tượng một. Mà bây giờ vẫn không cho thỉnh rồi. Dạ không ạ. Rồi chồng phía chồng có tượng này nè. Chính vị thượng sư đời. Có tiếng Việt nè mọi người, đừng chạm vào. Do not touch, ham chặt. Đó. 440.000 bạc một cái tượng. Wow. 440.000. Trời ơi. Wow. Ô, tượng Phật Ngọc. Tên ngày tháng năm sinh mình. Duy ơi, nguyện gì đó. Dạ. À Duy cái em. Có nguyện gì? Duy ơi, qua đi thấy mình cặp tiền thân ha. Mình bấm tiền vào đây. Mình cặp tiền. Chị Khanh đang khấn á, mọi người khấn với trước sư á. Wow, ở đây người ta có ấy tiền ở trên bức tượng ha. Ồ, có tượng nhiều quá, đẹp quá mọi người ơi. Màu này đẹp quá ha. Wow, cái màu này đúng là nghệ thuật luôn á. Rất là đây là bức tượng cổ cả ngàn năm, chị Xuân nói nha mọi người. Cái này là trong chùa nói là Sa Thiên Mạng có một bức, Thành Long có một bức. Mà bức này không có cho thỉnh, chỉ cho cầm và cầu nguyện. À. Chúc cho nì á. Ờ. Sa Thiên Mạng, diễn viên Hồng Kông, Thành Long, diễn viên Hồng Kông có một cái. Sa Thiên Mạng có một bức. Ờ. Ở đây chùa đang có một bức nhưng bức này sẽ không có cho thỉnh. Ờ, bức nào không cho thỉnh. Cổ lắm, người ta chỉ cho mình cầm và mình cầu nguyện. Cho nên có thể thử. Nè, nó là Huy có thể cầm thử và cảm nhận năng lượng ở bên trong. Mọi người đang nhìn Huy cầm. Rất là quý nha mọi người. Cảm ơn má. Năng lượng. Chỉ có một bức duy nhất. Chỉ được chiêm bái. Chim bái xong cất vào. Và không phải là ai vào cũng được chim bái đâu. Phải đủ nguyên gì lắm. Nếu mà chân đi một mình cũng chưa chắc gì được chim bái đâu. Chị Chi, hôm nay chị Chi vào. Chị Chi đang khấn với đức sư không dám quay. Mình sẽ quay ở ngoài ha. Ở ngoài đây có cái gì nữa vậy ta?
Ồ, đây là những cái trang sức á mọi người, người ta có bán có bán thêm những cái vòng tay hoặc là những cái đồ lưu niệm mọi người có thể mua khi mà tới đây nha. Ở ngoài đây có thêm gì nữa nè mọi người? Và cái này ông Phật ở trong bằng vàng à. Họ làm bằng vàng và cái ông Phật này của ông chủ trì chùa, hiện giờ ông là quốc sư đời thứ 10 ông làm. Quốc này đỉnh, có đỉnh luôn hết chứ. Quốc này. Quốc này. Chính giờ quốc sư của Hà Lan. Hiện giờ cái ông. Bao nhiêu? 440.000 bát. Cái ngàn bát nè. Là tính là tiền tiền. Bao nhiêu tiền tiền? Mà sao bước này trời, mà bao nhiêu lâu rồi mà không? Dạ cái tiền nó quá cao quá. Việt Nam mình ít người mà được vô đây kiếm được. Thôi này. Đợt trước nó tới đây bây giờ. Nói chuyện trước đi để mình biết để sao từ từ nó sẽ bình tĩnh nha. Nó sẽ bình tĩnh đi. Bây giờ nha, bây giờ em xin chùa chợ duyên cho Chi đi. Chùa chợ duyên nha. Ok. Dạ muốn gửi trước một nửa trước đúng không ạ? Bây giờ nói chuyện đi xong rồi chị tới. Ok. Đeo lấy cái lọc của chùa ha. Dạ em cảm ơn anh nha. Đây anh đây cho Huy đeo cái tượng Phật mà không có thể ai được mua đúng không anh? Không cho thỉnh. Nói tầm bậy. Em xin lỗi. Tại Huy không có rành, không có đi chùa nhiều, nó không có dùng từ ngữ chính xác không cho thỉnh. Không có cho thỉnh những cái bức tượng này nha mọi người. Đó. Đây là rất là quý, chỉ có Sa Thiền Mạng và Thành Long có cái bức tượng này. Mình nhớ tâm Phật là mình giúp từ trước ra sau 3 lần nha. Rồi xong là nhận Phật đi. Rồi hai con đức cho nhà sư, con đức lên cái thay nhà sư nha. Móc vô xem chuyện gì. Mình quỳ dưới ngay chân Phật cổ này mình chụp hình đi. Dạ. Vậy ngồi đi, chụp ngồi chú đi cho xin chụp tấm hình nè. Em vào đi anh chụp cho. Dạ để em chụp cho em gửi cho chị. Mình quay. Quay ra. Ủa vậy có sao không? Không sao hết ạ. À. Chụp cho chị dưới lại. Còn dưới đi được không? Chụp luôn ông sư. Dạ. Bỏ túi xuống ra. Đây mọi người ơi, chị Chi Khánh Chi cách đây 4 năm Khánh Chi có qua chùa Xá Lợi thì Khánh Chi gặp bức tượng này và lúc đó Khánh Chi mới tỉnh hai cái bức tượng thần Rama nên Khánh Chi mới nói trong lòng nếu như lần có dịp lần sau qua mà nếu mà bức tượng này mà vẫn còn mà chị ai thỉnh thì Khánh Chi sẽ thỉnh. Thì lần này Khánh Chi nhờ bé Sơn Nguyễn trợ duyên thỉnh được bức tượng Phật này. Là bức tượng Phật này là chính viên Xá Lợi hả? Chính viên Xá Lợi và thần Rama. Xá Lợi là những cái viên màu tròn tròn ở dưới á. Và bức tượng này mình có mấy bức tượng nha? Có một bức tượng. Chỉ có một bức tượng duy nhất là có chính viên Xá Lợi thôi. Lần trước Khánh Chi thỉnh là 5 viên, đều là chính viên. Bức tượng này rất là quý luôn.
Và lúc nãy mình đang ở chùa bốn mặt Erawan là cái tượng là này đó. Là tượng này đây. Hồi nãy cái chi đi lễ Phật ở tượng thần Rama. Là ở thần bốn mặt Rama đó là mình đi làm bức tượng này. Mà thần Rama này có thêm 9 viên xá lợi tử. Bức tượng này là khánh chi là 330 triệu tiền Việt Nam mà. Wow. 330. Mà chỉ có một bức tượng duy nhất thôi. Bốn năm rồi. Bốn năm rồi mà đến đây mà cái chi hả gặp lại chưa ai thỉnh được bức tượng này hết. Mà cái chi thỉnh luôn. Cái lời hứa anh chi là trước dịch đến giờ là gần 4 năm, 3 năm mấy, Vậy là chị Khánh Chi đã thực hiện lời hứa của mình khi đã có chờ và không có ai quay trở lại và không có ai thỉnh, thì hôm nay chị đã thỉnh được bức tượng với giá là 330 triệu. Tại vì Khánh Chi đã rất là quý giá. Bốn bức tượng thần Rama là bức này là bức thứ 5. Em cảm ơn chị đã chia sẻ những thông tin rất là thú vị và bổ ích cho mọi người ạ. Chính đời quốc sư. Khánh Chi thỉnh được cái tượng Phật bốn mặt này là của chính viên xá lợi này là của chính vị quốc sư đời Thánh Tăng. Là lâu lắm rồi hả chị? Thì cái bức tượng này ở xá lợi tử ở chùa xá lợi chỉ có một bức duy nhất thôi. Bốn năm, gần bốn năm nay. Đợi quá lâu. Đây, tạm biệt ngôi chùa Xá Lợi nha mọi người. Là một buổi chiều rất là đầy ý nghĩa với cùng với chị Khánh Chi tại đất nước Chùa Vàng. Cái này lên YouTube được không? Được không? Nắm tay mà. Tình thương mến thương. Hai người bạn rất thân. Cặp đôi hoàn cảnh đó mọi người. Chúc cho chị Chi luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha. Con đường rất là bình yên ha mọi người. Con đường ở đây rất là bình yên luôn. Chùa cũng rất là đẹp á mọi người. Cái màu quá ha. Cái màu bọc đỏ bọc đô nè. Cái này tên là Quách Yanava. Đó, Quách Yanava đó mọi người. Hello mọi người, thế là Huy Ma đã tiễn chị Khánh Chi về khách sạn. Và Huy hy vọng cái clip này vừa ôn lại kỷ niệm với một người chị đồng nghiệp và tại xứ sở Chùa Vàng, và cùng và một ngày đi thỉnh một bức tượng Phật rất là ý đầy ý nghĩa. Huy Ma hy vọng mọi người coi và trải nghiệm cái clip này sẽ có những cái điều rất là thú vị, và cũng như là tâm khi mà coi clip tại chùa sẽ bình an và vui vẻ nha. Chào tạm biệt mọi người.